Mình cũng không nghĩ là bây giờ với cái tầm giá khoảng hơn 10 triệu là chúng ta đã có thể mua được những cái chiếc điện thoại mà cấu hình nó quá cao, quá khủng khiếp như thế này đâu. Nếu mà chúng ta nghĩ đến những cái chiếc điện thoại hàng chính hãng ấy thì chắc chắn là 10 triệu chắc là chỉ nghĩ đến cỡ tầm khoảng Galaxy A73 các thứ thôi, đúng nào? Tuy nhiên là 10 triệu bây giờ là chúng ta đã có thể mua được Vivo IQOO 8 Pro rồi. Cái chiếc điện thoại này nó có cấu hình nó cao như nào thì mình sẽ cùng nói qua một số những thông số rất là khủng khiếp về nó nhé. Điện thoại hay.vn đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi Realme giá tốt nhất tặng bảo hành 12 tháng cả nguồn màn hình vân tay. Đến ngày điện thoại hay, địa chỉ 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Thứ nhất, đấy là cái màn hình của nó thì là màn hình AMOLED, tần số quét lên tới là 144Hz và cái độ phân giải của nó lên tới là khoảng 1,5K. Mật độ đồng ảnh rất là cao, 453 ppi, nghĩa là cao hơn khoảng 10% so với những cái màn hình Full HD cộng thông thường. Hiệu năng thì cũng vô cùng mạnh mẽ, đây là con chip Dimensity 9200 lại còn Plus nữa. Và cái điểm số AnTuTu cho ra, các bạn biết là bao nhiêu ạ? Gần 1,5 triệu điểm, quá cao luôn, đúng không nào? Đây, các bạn nhìn này, 1.474.000 điểm. Mặc định cái điện thoại này thì nó đã có RAM 16GB rồi các bạn nhé. Mặc định RAM vật lý là 16GB chứ không phải là kiểu vớ vẩn nhiều là 8 cộng 8 bằng 16 đâu. Bộ nhớ trong cũng là 256GB là bộ nhớ trong tối thiểu rồi đấy nha các bạn nhé. Ngoài ra nữa thì cái thể đọc ghi bộ nhớ trong cũng rất là cao, đấy là UFS 4.0 luôn. Vẫn chưa hết đâu, cái chiếc điện thoại này thì nó sẽ có viên pin là 5000 mAh kết hợp với một cái sạc siêu nhanh 120W ở bên trong này. Tất nhiên sạc 120W bây giờ thì chúng ta cũng bắt gặp ở trên rất là nhiều những chiếc điện thoại khác rồi, đúng nào? Nhưng mà rõ ràng là nó vẫn là một cái điểm để chúng ta khen, chứ cũng chả ai nói là bây giờ nhiều hãng có 120W thì 120W nó không phải là nổi bật, không phải như vậy. Bây giờ thay vì việc là mua một cái thiết kế toàn nhựa như kiểu của Galaxy A73 thì chúng ta đã có là kính rồi. Và cụm camera của cái sản phẩm này thì cũng rất là đa dụng, đầy đủ hết chúng ta. Từ cái camera chính này cho tới là cái camera góc siêu rộng với một cái camera bổ trợ thêm nữa. Đấy. Vân tay bên trong màn hình thì cũng sẽ có luôn các bạn nhé, đầy đủ hết. Vậy thì cái điện thoại này nó còn có những điểm gì đặc biệt nữa? Hãy cùng bắt đầu mở hộp với mình ngay trong video ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Đầu tiên ý, là chúng ta sẽ mở hộp ra đã. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là cái cách đóng hộp này thì vẫn là cái cách đóng hộp quen thuộc của Vivo thôi. Chúng ta sẽ có một đường cắt chéo như này. Đấy, chúng ta sẽ mở hộp như này nhé các bạn nhé. Đấy, bên trong hộp này chúng ta sẽ có những gì nào? Chúng ta sẽ có sách hướng sử dụng này. Chúng ta sẽ có một cái ốp lưng dẻo trong suốt như này. Đấy, để khi chúng ta ốp vào thì nó vẫn sẽ giữ lại được cái màu sắc ở phía mặt lưng này. Đấy, tiếp tục nữa là chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C. Và đây là chuẩn Type-C to Type-C nhé. Chúng ta sẽ có một cái quay dọc SIM và một cái sạc 120W rất là to như thế này đây. Bây giờ thì mình sẽ bỏ phụ kiện qua một bên để nói chi tiết hơn về cái điện thoại này. Quay trở lại với Vivo IQOO 8 Pro thì đầu tiên cũng phải nhắc tới là cái điện thoại này nó cũng đã có một cái miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài như này rồi. Nghĩa là mua điện thoại về là chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải mua thêm bất kỳ một phụ kiện nào cả. Cũng không cần phải mất thời gian để mà đi dán cường lực cho nó phí tiền ra đâu các bạn ạ. Cứ mua về mà dùng thôi nhá. Cái mặt lưng này thì nó sẽ để lại mồ hôi và dấu vân tay. Đấy, nhưng mà với cái phiên bản màu xanh mà mình đang cầm ở trên tay này thì chúng ta nhìn nó sẽ nó không bị rõ ràng. Chứ còn nếu mà chúng ta sử dụng những phiên bản tối màu thì mình nghĩ là nhìn cái vân tay này nó sẽ khá là bẩn đấy nhá, bởi vì đây là mặt lưng bóng mà. Chúng ta sẽ có cái phần bao quanh cái cụm camera này, nó là phần kim loại và nó được khắc lên đây. Cái dòng chữ đấy là OIS rồi là Neo thứ đây này. Đấy, chúng ta sờ vào chúng ta sẽ cảm thấy nó gợn tay luôn. Đấy, cụm camera thì sẽ như thế này. Đấy, và cái cách thiết kế này, các bạn nhìn này, bao quanh cái phần một cái camera phụ cũng như là cái đèn flash này, nó có một cái đường bao quanh như này trong tạo ra cái điểm nhấn đấy chứ, đúng nha. Tiện thể nói về cụm camera ở phía sau, chúng ta sẽ có một cái camera chính có độ phân giải là 50 chấm, một camera góc siêu rộng có độ phân giải là 8 chấm và một cái camera hỗ trợ nữa. Cái camera chính này thì nó sẽ có chống rung quang học OIS như các bạn nhé. Còn camera selfie ở phía trước thì sẽ có độ phân giải là 16 chấm. Cái chiếc điện thoại này thì nó sẽ có độ mỏng là khoảng 8,5mm và khối lượng là 192g, cầm vào khá là thoải mái. Cái phần mặt lưng ở phía sau này thì nó cũng bo vào, khiến chúng ta cầm vào nó không bị cấn tay. Đấy. Còn khi mà mình mở sáng cái phần màn hình lên thì bạn sẽ nhìn thấy là cái phần viền của nó cũng tương đối mỏng đấy. Đấy. Tuy nhiên là cái phần viền đen bao quanh cụm camera này thì mình thấy là nó hơi dày. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, đấy là cái điểm mà mình cảm thấy chưa được hài lòng lắm.
Còn về loa thì chiếc điện thoại của chúng ta nó sẽ có loa ngoài là loa kép nhé, một loa phía dưới này và một loa chung luôn ở phần loa thoại này. Đấy, tuy nhiên là cái phần loa mà chung là loa thoại này nó sẽ nghe bé hơn so với cái phần loa phía dưới này đấy. Jack cắm tai nghe thì sẽ không có đâu. Đấy, jack cắm tai nghe là sẽ bỏ đi rồi. Chúng ta sẽ có cổng sạc Type-C, quay gặp SIM các thứ này. Đó, và khi mà mình mở sáng cái màn hình này ra thì chúng ta sẽ có một cái điện thoại màn hình kích thước khá lớn đấy, 6,78 inch, nghĩa là coi như là gần 6,8 inch rồi. Cái điện thoại này nó sẽ có tấm nền là AMOLED 1 tỷ màu, tần số quét rất cao là 144Hz, sẽ có HDR10 này, độ sáng cũng khá là ổn, 1300 nit là tối đa. Màn hình này thì sẽ có độ phân giải là 1260 nhân với cả 2800 pixel, nghĩa là 1260p, nó sẽ cao hơn cái mức 1080p của Full HD và sẽ thấp hơn cái mức 1440p của Quad HD. Đấy. Thì cái màn hình này nó nằm ở giữa thì chúng ta hay gọi là 1.5K đấy, nghĩa là nó sẽ xem với cả cái độ phân giải màn hình của iPhone 14 Pro Max. Và cái mật độ điểm ảnh cho ra cũng rơi khoảng 453 ppi, là sẽ sắc nét hơn tầm khoảng hơn 10%, mười mấy phần trăm đấy, so với mật độ điểm ảnh trung bình tầm khoảng 400 ppi của những cái màn hình Full HD cộng khác. Về hiệu năng thì con chip Dimensity 9200 Plus là một con chip vô cùng mạnh mẽ cho một cái điểm số AnTuTu quá cao luôn, khoảng 1.5 triệu điểm. Con chip này thời điểm hiện tại theo bảng xếp hạng chip nhá, thì nó sẽ xếp thứ 2 sau Apple A16 Bionic, và thậm chí là nó đang được đánh giá cao hơn cả Snapdragon 8 Gen 2 đấy. Đấy, đấy thời điểm hiện tại là như thế. Còn tất nhiên chúng ta sẽ phải có những bài test để xem là cái con chip này nó thể hiện như nào. Admin Kha sẽ có những bài test game để xem là cái khả năng chơi game của cái sản này ra sao. Đấy, nhưng mà thực sự là cái thông số thì quá ấn tượng rồi, đúng nào. RAM ROM cũng vô cùng thoải mái luôn, RAM 16, bộ nhớ trong 256 và thể đọc ghi bộ nhớ trong là UFS 4.0. Thêm một cái điểm nữa là cái điện thoại của chúng ta nó sẽ có sẵn tiếng Việt nhá. Đấy, nếu mà so với Xiaomi là nó hơn được cái điểm đó rồi, sẽ có sẵn tiếng Việt. Bây giờ mình sẽ xem là cái giới thiệu về điện thoại của nó sẽ như thế nào. Hiện tại là tên phiên bản là IQ Neo 8 Pro này. Đấy, ôi xung nhịp này cao thế, tối đa là 3,35 GHz cơ. RAM 8 và có thể mở rộng thêm RAM 16 có thể mở rộng thêm 8GB nữa đây. Tuy nhiên cái mở rộng kia thì nó chỉ mang tính chất marketing là chính thôi. Đấy. Phần mềm thì là Android 13 rồi nhé các bạn nhé. Đấy, những phiên bản mới nhất bây giờ. Nói chung là không có điểm gì phải quá lăn tăn cả đâu. Pin thì cũng là 5000 mAh, sạc nhanh 120W, 9 phút là đã sạc được 50% pin rồi. Nói chung ấy là bây giờ phải cố gắng làm sao mượn được cái con iPhone 14 Pro Max ấy để speed test xem là cái sở này nó như thế nào so với 14 Pro Max, cũng như là test nó xem so với những cái chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 8 Gen 2 thì nó sẽ như thế nào. Đấy, thế thì bên mình cũng sẽ có những bài test nha các bạn nhé. Rồi, các bạn cảm thấy sao về Vivo IQ Neo 8 Pro? Hãy để lại comment cho mình biết. Và hiện tại thì Điện Thoại Hay đang là một trong những đơn vị phân phối cái dòng sản phẩm này. Mình có tham khảo thì Điện Thoại Hay đang bán với mức giá là khoảng 10.5 triệu. Mức giá này là đã bao gồm cả bảo hành vàng cho các bạn rồi đấy, nghĩa là gồm cả bảo hành nguồn màn hình và vân tay. Tiết kiệm khoảng 500.000 nếu mà so với việc mua ở các cửa khác. Và Điện Thoại Hay cũng là một trong những đơn vị bán điện thoại giá rẻ nhất trên thị trường bây giờ, và chất lượng là cực kỳ yên tâm. Đó. Rồi, và tất cả thông tin ở phía dưới nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.